Xin chào các bạn. Chúc các bạn nữ tuổi Đinh Mão, những người sinh năm 1987, bước sang năm 2023 vui vẻ, trẻ đẹp, gặp nhiều may mắn và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết chính xác nhất về tuổi của mình trong năm Quý Mão 2023 về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe tử vi từng tháng, mời các bạn cùng theo dõi. Tử vi tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, trong năm Quý Mão 2023, nữ mạng. Tổng quan khi bước sang năm Quý Mão 2023, những người tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, nữ mạng, sẽ bị tác động của sao thái tuế chèn ép, lại bị hung tinh quấy rối, khiến cho bản thân gặp nhiều xui xẻo, cuộc sống thăng trầm nhiều sóng gió. Trong sự nghiệp lại có hoàng phiên, trong quan hệ xã giao có phi đầu phá rối trong phương diện sức khỏe và tài vận, khó tránh khỏi tà khí của thái tuế tác động, phục thi và kiếm phong. Bởi vậy chắc đinh mão sẽ gặp nhiều xui xẻo, bạn nên giữ vững tinh thần để ứng phó kịp thời. Dù có gặp khó cũng chớ có bỏ cuộc rút lui, nếu không sẽ chỉ khiến vận xui rủi của chính bạn thêm trầm trọng. Về phương diện sự nghiệp của tuổi đinh mão, nữ mạng, trong năm 2023. Tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, năm 2023 nữ mạng, dự báo, vận trình công danh, sự nghiệp của những người tuổi Đinh Mão, trong năm nay rất phức tạp. Sao Hoàng Phiên khiến cho con đường của bạn gồ ghề nhiều trắc trở, nhiều xui rủi có thể xảy ra bất cứ lúc nào, khiến Đinh Mão luôn đau đầu vì công việc. Đặc biệt là trong nửa đầu năm, bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Đề nghị con giáp này dù gặp chuyện gì cũng nên bình tĩnh đối mặt tháo gỡ từng chút một hơn là tỏ ra nóng nảy và mệt mỏi. Về phương diện tài lộc của nữ tuổi Đinh Mão, những người sinh năm 1987 trong năm 2023. Do tác động của Thái Tuế và hung tinh kiếm phong khiến cho tuổi Đinh Mão năm nay gặp nhiều tổn thất về tiền bạc. Bạn không chỉ gặp khó khăn trong việc gửi tiết kiệm mà ngay cả những khoản tiền gửi trước đó cũng có khả năng bị tiêu xài hoang phí. Do ảnh hưởng của nhiều hung tinh cũng như cục diện ẩn tàng hung hiểm, cho nên tài vận của tuổi Đinh Mão có nhiều bất ổn, nhiều biến động thăng trầm. Tiền đến nhanh nhưng đi cũng chóng, khó tụ lại mặc dù đầu tư có dấu hiệu thu lời nhưng lợi nhuận khá thấp mà lại nhiều rủi ro lại có giải thần ở đất tài chẳng khác nào giải đi cái tốt tiền chưa đến tay đã tiêu tán mất trong năm nên hạn chế mưu sự những việc lớn đầu tư nên ở ngưỡng an toàn quá mạo hiểm có thể khiến bạn trắng tay đã vậy chi tiêu trong năm phát sinh nhiều khoản lại có hiện tượng phá tài do đại hao hung tinh hoành hành nếu không quản lý túi tiền thật chặt có kế hoạch chi tiêu khoa học tuổi đinh mão dễ lâm cảnh vay mượn nợ nần nhưng bù lại, cũng may có Phúc Lộc Tinh xuất hiện, trong 6 tháng cuối năm người tuổi Đinh Mão sẽ đổi vận, gặp được những người có khả năng giúp đỡ cho mình. Tuổi này nên tranh thủ thời cơ để nắm bắt các cơ hội gia tăng tài vận. Về phương diện tình cảm của nữ tuổi Đinh Mão, những người sinh năm 1987 trong năm 2023. Nữ mạng tuổi Đinh Mão, bước sang năm Quý Mão 2023, năm này bạn 37 tuổi, năm 2023 sẽ gặp rắc rối trong các mối quan hệ tình cảm sao phi đầu quấy nhiễu sẽ khiến cho bạn tạo hình tượng không tốt cho bản thân khiến cho mọi người xung quanh xa lánh đặc biệt là những người làm trong ngành bán hàng sẽ vì như vậy mà gặp trở ngại ở mọi nơi mọi lúc khiến cho sự nổi tiếng và vận may của bạn càng giảm sút chuyện gia đình có nhiều vấn đề lại thêm rào cản vô hình ngăn cách làm cho tâm trạng u uất bi phẫn của bạn tăng lên nếu cảm thấy tâm lý khó giải tỏa ẩn ức bạn nên tìm đến những người mình tin tưởng nhất để chia sẻ chứ đừng nên giữ mãi trong lòng về phương diện sức khỏe của nữ tuổi Đinh Mão, những người sinh năm 1987 trong năm 2023. Những vấn đề sức khỏe của tuổi Đinh Mão trong năm Quý Mão 2023, bạn 37 tuổi, trong năm này sức khỏe của bạn đáng lo ngại. Sao phục thi mang đến nhiều hung hiểm, chủ yếu là do tác nhân bên ngoài gây ra. Tuổi đinh mão nữ mạng, trong năm 2023, chịu ảnh hưởng bởi hung tinh sao kế đô chiếu mệnh, chủ về bệnh tật tai họa, người âm phá dối, dù mệnh chủ sức sống rồi dào nhưng lại tự gây chuyện rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ. Trong năm cũng gặp hạn thiên tinh, chủ về bệnh tiêu hóa, rối loạn chức năng tiêu hóa, đau bụng, dạ dày, nặng có thể bị ngộ độc thực phẩm, phụ nữ có thai dễ bị tai nạn thai sản, hư thai, bào thai và sức khỏe của sản phụ không được tốt. Nhiều người khác có thể té ngã độ cao. Một số người té ngã do trèo leo, với tay lấy các vật trên cao. Tử Vi khuyên tuổi Đinh Mão trong năm Thái Tuế, dù đi đâu làm gì cũng cần đưa an toàn bản thân lên hàng đầu. Nếu có đi chơi, đi du lịch hay công tác xa cũng cần chú ý tránh xa những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn. Với tuổi Đinh Mão năm 2023, bao gồm cả phụ nữ có thai, đều cẩn thận việc ăn uống, thực hiện ăn chín uống sôi, để phòng ngừa ngộ độc. Khi có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe, thì chủ sự cần đi khám để điều trị ngay lập tức, không được chủ quan, tránh hệ lụy về sau nên thành tâm cầu xin trời Phật để được tai qua nạn khỏi và sức khỏe nhanh chóng được phục hồi. Vận trình từng tháng theo âm lịch của những bạn nữ tuổi Đinh Mão, những người sinh năm 1987 trong năm Quý Mão 2023. Bước vào tháng 1 âm lịch 2023 của tuổi Đinh Mão, nữ mạng. Tử vi tuổi Đinh Mão, những người sinh năm 1987 năm 2023 nữ mạng nhận thấy vận thế trong tháng đầu tiên của năm của năm Quý Mão không tươi sáng mấy. Do ảnh hưởng của năm Thái Tuế nên bạn làm gì cũng gặp khó khăn, thường xuyên gặp rủi ro nên tâm trạng kém, dễ nảy sinh những cảm xúc tiêu cực. Vì vậy, tuổi Đinh Mão nên chú ý trò chuyện và thảo luận nhiều hơn với các thành viên trong gia đình trong tháng này để giảm bớt căng thẳng tinh thần và những cảm xúc u ám. Đồng thời, bạn cũng nên chú ý áp dụng các mẹo phong thủy cho người bị phạm Thái Tuế trong năm 2023, năm tuổi của bổn mạng để vận trình cả năm trở nên hanh thông thuận lợi, giảm bớt điểm xui rũi đến với mình. Bước sang tháng 2 âm lịch của những bạn nữ tuổi Đinh Mão, trong năm 2023. Con đường sự nghiệp của Đinh Mão sinh năm 1987 trong tháng 2 này rất gập ghềnh. Do bị ảnh hưởng bởi sao xấu thái tuế và hoàng phiên chiếu mệnh, bạn dễ bị ảnh hưởng bởi một số công việc và việc nhà phức tạp trong tháng này. Không chỉ vậy, khối lượng công việc ở nơi làm việc cũng sẽ tăng lên một cách khó hiểu, nếu con giáp này không thể xử lý kịp thời nhiệm vụ của mình thì rất có thể sẽ cản trở và ảnh hưởng đến những việc khác nữa. Bước sang tháng 3 âm lịch năm 2023 của tuổi Đinh Mão, nữ mạng. Rất khó để tuổi Đinh Mão thể hiện khả năng xã giao của mình qua các mối quan hệ trong tháng này. Bị cản trở bởi sao phi đầu, hình ảnh cá nhân của bạn sẽ vô cùng xa sút Trang phục và cách ăn mặc hàng ngày trở nên tồi tệ và luộm thuộm nếu là người có chức quyền e còn làm mất thể diện lẫn uy tín của cả công ty. Không chỉ bạn bị lãnh đạo chỉ trích mà còn bị cấp dưới nhìn ngó, chê cười, không mấy ai muốn kết giao với bạn. Bởi vậy, khuyên tuổi đinh mão nên điều chỉnh lại hình ảnh của bản thân, làm gì cũng nên biểu hiện mặt tốt nhất của mình ra thì mới lợi cho quan hệ xã giao phát triển. Tháng 4 âm lịch năm 2023 của tuổi đinh mão, nữ mạng. Về tinh thần của người tuổi đinh mão, sinh ma 1987, trong tháng này không mấy lý tưởng cho lắm. Bạn bị tác động của sao thái tuế chiếu mệnh, nên bị áp lực tâm lý rất lớn. Bạn thường chỉ vì việc vặt mà cảm thấy tổn thương và đau lòng, buồn bực không vui, vì thế mà vô tình để cho nhiều cảm xúc tiêu cực quấy nhiễu mình. Tử vi tuổi đinh mão 1987, trong năm 2023 nữ mạng, lời khuyên cho bạn rằng, nếu bạn cảm thấy trong lòng có nhiều chướng ngại tích tụ, mà không muốn chia sẻ cùng người nhà, thì người tuổi đinh mão đừng ngại mà hãy đến nhờ sự hỗ trợ của chuyên gia tâm lý để xác định tâm bệnh và tìm cách chữa trị. Tháng 5 âm lịch năm 2023, của tuổi đinh mão, nữ mạng tuổi Đinh Mão 1987 có vận trình tài, lộc tình cảm phát triển ở mức trung bình khá trong tháng năm âm lịch. Đối với người độc thân, vì phạm thái tuế nên vận trình tình cảm của những người tuổi Đinh Mão độc thân trong tháng này không được khả quan cho lắm. Con đường đến được trái tim người ấy đang còn gặp rất nhiều gian nan thử thách nhưng bạn không phải là không còn cơ hội. Lúc này, hãy làm việc chăm chỉ để vượt qua những khủng hoảng và thử thách do năm tuổi của bạn mang lại, sau đó hãng từ từ xem xét các vấn đề tình cảm sẽ tốt hơn. Tháng 6 âm lịch năm 2023 của tuổi Đinh Mão, nữ mạng. Bước vào tháng 6 âm lịch năm 2023, về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Mão tuột dốc không phanh. Do bị ảnh hưởng bởi sao Hung tinh Kiếm Phong, trong tháng này bạn tiêu tốn quá nhiều tiền và có khả năng bị tổn thất tài chính nghiêm trọng do thói xa hoa của mình. Đặc biệt trong vận thiên tài khoản tiền nhờ may mắn trời cho mà có, bạn sẽ bị thâm hụt kha khá do đầu tư thất bại, phải gánh chịu nhiều nợ nần. Bởi vậy, tuổi đinh mão cần quản lý tiền bạc thật tốt trong tháng 6 này, không nên chủ quan hay tiêu xài hoang phí để tránh thiệt hại. Bước sang tháng 7 âm lịch của những bạn nữ tuổi đinh mão, trong năm 2023. Tử vi tuổi đinh mão 1987 năm 2023 nữ mạng, trong tháng này về mặt sự nghiệp tương đối là ổn định. Mặc dù công việc của bạn không có nhiều cơ hội, nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng của mình, tình trạng đó đang dần được phục hồi, tuy không có gì cải thiện lớn, nhưng nhìn chung cũng tươi sáng hơn trước rất nhiều. Tài vận cũng dần trở lại trạng thái tiến triển ổn định hơn. Nếu có thể giữ phong độ tốt trong tương lai bạn có thể xoay chuyển được tình thế và đón nhận nhiều may mắn hơn. Bước sang tháng 8 âm lịch năm 2023 của tuổi Đinh Mão, nữ mạng Điểm báo: Mối quan hệ tình cảm của người tuổi Đinh Mão trong năm 2023, bạn 37 tuổi, có thể gặp khủng hoảng về chuyện tình cảm trong tháng này. Đối với những người đã có gia đình, chuyện tình cảm liên tục bị tác động bên ngoài làm cho bạn gặp nhiều sóng gió, gây ra sự rạn nứt là khó có thể tránh khỏi. Bởi vậy, bạn cần chú ý và xử lý thật tốt những trường hợp dễ gây ra hiểu nhầm. Đây có thể coi là những thử thách thường xảy ra trong hôn nhân, người tuổi Đinh Mão cần học cách chia sẻ nhiều hơn, cùng phối hợp với đối phương để tháo gỡ khúc mắc, hóa giải nguy cơ chia rẽ trong tình yêu. Bước sang tháng 9 âm lịch năm 2023 của tuổi Đinh Mão, nữ mạng. Về mối quan hệ xã hội của nữ mạng tuổi Đinh Mão trong tháng này dự kiến sẽ có được sự khởi sắc. Với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Phúc Lộc, không ít người sẽ gặp được quý nhân hỗ trợ. Trong công việc, bạn có thể gặp được những người có năng lực, nhiều kinh nghiệm, sẽ giúp đỡ cho sự nghiệp hoặc cuộc sống của bạn. Hơn nữa, vận trình xã giao cũng thêm phần mở rộng, người tuổi đinh mão nên nhanh chóng tranh thủ cơ hội để phát triển mối quan hệ và cố gắng làm quen với nhiều quan chức cấp cao hơn. Tháng 10 âm lịch năm 2023, của tuổi đinh mão, nữ mạng. Thầy Tử Vi chỉ ra rằng, vận trình tổng thể của những bạn nữ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, về cơ bản khá suôn sẻ trong tháng 10 này. Lúc này bạn không chịu ảnh hưởng nặng từ thái tuế và hung tinh, vì thế mọi phương diện đều được giữ ở mức phát triển ổn định. Đặc biệt là về mặt sự nghiệp, vận thế của tuổi này trong tháng đã khá hanh thông, không những dễ bề xử lý việc nhỏ nhặt ở nơi làm việc mà còn có cơ hội nhận được sự khen ngợi, đánh giá cao từ lãnh đạo. Tháng 11 âm lịch 2023 của tuổi Đinh Mão, Nữ Mạng từ vi tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, năm 2023, nữ mạng cho thấy vận trình tài lộc của bạn tháng 11 âm lịch này cũng khá ổn định. Sự nghiệp thăng tiến, vận trình tài lộc sẽ được cải thiện đáng kể. Đồng thời, một số người ra ngoài làm ăn cũng có thể tranh thủ thời gian cuối năm để buôn bán, kinh doanh tốt kiếm thêm được không ít lợi nhuận về cho mình. Bước sang tháng 12 âm lịch năm 2023 của tuổi Đinh Mão, nữ mạng vận trình sức khỏe của tuổi đinh mão trong tháng này tương đối ổn định không có gì đáng phải lo lắng dù phạm phải thái tuế nhưng các trở ngại cũng không quá lớn tuy nhiên vì cuối năm sẽ bận rộn nhiều công việc bạn cũng cần phải chú ý hơn đến các vấn đề nảy sinh trong gia đình nên sức khỏe có phần suy yếu khuyên tuổi này cần chăm sóc tốt hơn cho bản thân đừng để mình phải kiệt sức vì vất vả nếu không dễ làm tổn hại sinh bệnh lúc nào không hay Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi của tuổi Đinh Mão, nữ mạng, những người sinh năm 1987. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định trong năm sắp tới của mình. Chúc các bạn bình an, may mắn, hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.